Rồi mình tiếp tục di chuyển sang miếng lúa cấy của cậu Chính Chiến, và bên tay phải của mình là lúa sạ của anh Lành các bạn. Hôm bữa mình nghĩ cái miếng này là mình nghĩ đó là đại thâm tám các bạn, nhưng mà thật sự không phải, nó là em 18 luôn nha các bạn, nhưng mà hột rất là to nè các bạn. Anh Lành anh cũng bón đầu trâu nha các bạn, TA2 nhưng mà hột cũng rất to. Thì so giữa cái lúa cấy và cái lúa sạ này thì cũng 18 cân người nửa lạng các bạn. Thôi mình quay lúa anh Lành trước đi. Này anh Lành anh sạ nha các bạn. Bạn thấy không? Lá chân rất là sạch, lá chân rất là đẹp. Cái vụ đông xuân này cái OM18 nó rất là lợi thế các bạn. Mạnh lạnh cũng rất là kỹ nha các bạn. Đây, anh làm một cái đường rãnh nước như vậy hết, vòng xung quanh đất luôn. Mặc dù cái miếng này nó cũng ít, miếng này nó có 2 công thôi. Khá đẹp nha các bạn. Với cái chà lúa OM18 này của anh Lành thì lúa cấy mà muốn thắng được là năng suất muốn cao hơn được cũng cũng khó nha các bạn. Các bạn thấy trên lúa sạ mà bông nó bỏ, nó kiểu cái kiểu bỏ bông các bạn, nó khít, nó đồng đều y như cái lúa cấy luôn nha các bạn. Quá trời các bạn. Rất là thấy mê các bạn. Học to to không?